Chiều ngày 8 tháng 3 vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn các cơ quan, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề "Cảm nhận hạnh phúc của gia đình thời hiện đại" cho đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên là Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Mai Mỹ Hạnh, giảng viên Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh trao đổi chia sẻ các nội dung về xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay như khái niệm về gia đình hạnh phúc cách để xây dựng và giữ gìn phát triển giá trị các mối quan hệ trong gia đình một số điểm cần lưu ý trong cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình hiện nay không khí của hội nghị càng sôi nổi hơn với những phần quà mà chương trình dành tặng cho các đại biểu trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề của hội nghị chuyên đề cảm nhận hạnh phúc của gia đình thời hiện đại để xây dựng một gia đình hạnh phúc thì chúng ta cần có sự tôn trọng, sự chia sẻ, sự yêu thương và sự lắng nghe lẫn nhau. Đặc biệt là trong bối cảnh nhiều áp lực, chúng ta hãy luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Và khi có bất kỳ một vấn đề gì khó khăn, hãy tìm sự trợ giúp của những người thân để tâm sự, sẻ chia, cũng như tìm sự trợ giúp của những cái lực lượng tư vấn tâm lý một cách chuyên nghiệp để bản thân mình luôn cân bằng trong cuộc sống. Sau báo cáo chuyên đề, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và hội viên hội cựu chiến binh, cơ quan liên đoàn lao động thành phố được xem phim tại Mega GS Cinemas, rạp Lý Chính Thắng. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2024 của ba đoàn thể.